Tình độ Đại Kinh Khoa Chú 2014-2017 Giảng lần thứ tư Phẩm thứ ba Đại giáo Duyên Khởi Duyên Khởi của Đại giáo Tập 120 Chủ giảng Đại lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không Giảng tại Học viện Tịnh Tông Australia Thời gian ngày 18 tháng 10 năm 2014 Dịch giả Vũ Văn Trà Dạo Chánh Thích Thiện Trang Kính chào chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Kính mời ngồi Mời mọi người cùng tôi quy y tam bảo Bạch Thầy a xà lê thương xót chứng minh Con đệ tử Diệu Âm Kể từ hôm nay Cho đến suốt đời Con xin quy y Phật Đức lượng túc tôn Con xin quy y Pháp Ly dục tôn Con xin quy y Tăng Hàng chúng trung tôn Bạch Thầy a xà lê thương xót chân mình, con đệ tử Diệu Âm Kể từ hôm nay cho đến suốt đời Con xin quý y Phật Đức lượng túc tôn Con xin quy y Pháp Ly dục tôn Con xin quy y Tăng Hàng chúng trung tôn Bạch Thầy a xà lê thương xót chứng mình con đệ tử Diệu Âm Kể từ hôm nay cho đến suốt đời Con xin quy y Phật Đức lượng túc tôn Con xin quy y Pháp Ly dục tôn Con xin quy y Tăng Hàng chúng trung tôn Mời xem Đại Kinh Khoa Chú Trang 349 Trang 349 đếm ngược đến hàng thứ ba tiêu đề d ba Tứ chúng còn lại chia làm bốn đoạn thứ nhất chúng tỳ kheo ni Hừ hữu hữu tỳ kheo ni ngũ bá nhân lại có năm trăm vị tỳ kheo ni lúc đó tham gia pháp hội của đức thế tôn có năm trăm vị nữ chúng xuất gia Chúng thành đính sĩ Thành tính sĩ thất thiên nhân Bảy ngàn vị thành sĩ. Thanh tính sĩ Thành tín sĩ chính là ưu bà tắc Hiện nay chúng ta gọi là cư sĩ Cư sĩ tại gia Từng thọ tam quy Ngũ giới bồ tát giới Còn có nữ chúng thanh tính nữ ngũ bá nhân năm trăm vị thanh tính nữ thanh tính nữ tức là ưu bà di cuối cùng là đại chúng chư thiên mời xem kinh văn dục giới thiên sắc giới thiên chư thiên phạm chúng tất cộng đại hội và chư thiên trời dục giới trời sắc giới trời phạm chúng đều cùng đến dự đại hội chúng ta xem chú giải của niệm lão kinh văn ở trên chỉ thấy trong bản hán dịch còn bản nguy dịch thì chỉ có chúng bồ tát và tỳ kheo trong bản tống dịch cuối kinh có câu nói thế này, cùng với trời đồng bát bộ tất cả đại chúng nghe lời Phật dạy đều rất quan hệ, đều nhiều hơn bản Nguy dịch. Nguy dịch là bản của ngài Khang Tăng Khải, bản của ngài Khang Tăng Khải đơn giản. Cuối kinh chỉ có chúng Bồ Tát và chúng tỳ kheo, không có tứ chúng này chính là tỳ kheo đi, thanh tính sĩ, thanh tính nữ, chư thiên đại chúng bản nguyệt dịch không có đoạn này phần thông tự ở trên đã hết văn kinh phần thông tự đến chỗ này đã viên mãn rồi trời dục giới có sáu tầng dục là tình dục chưa có đoạn dục của nam nữ Thì gọi là dục giới Càng hướng lên trên thì càng phai nhạt Đại khái Trời tứ dương Trời đau lợi Gần giống với nhân gian chúng ta Trời dạ ma Thì rất nhạt rồi Đi lên trên nữa trời đâu xuất Trời quá lạc Trời tha quá tự tại Đều dẫn chưa đoạn dục này Nhưng rất nhạt Lên cao nữa Thì đã đoạn dục Gọi là trời sắc giới Sắc giới có 18 tầng trời Tu thiền định thiền định sơ thiền có ba trời nhị thiền tam thiền cũng là có ba trời tứ thiền có chín trời tứ thiền có chín tầng trời ngoài ba trời thông thường ra Còn có một loại tu vô tưởng định Đó là trời ngoại đạo Ở tại tứ thiền Địa vị tương đối cao Trong nhà Phật có ngũ bất hoàng thiên Là Nơi tu hành Của tam quả hàm Tiểu Thừa căn cơ bén nhạy chúng ta thường xưng là người thường căn quý ngài trực tiếp chứng a la hán nếu là trình độ thông thường trình độ trung hà thì quý ngài vẫn phải trải qua trời tứ không sau đó mới có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi chứng quả a la hán nếu chúng ta đều có thể hiểu rõ đều có thể minh bạch đối với những tình hình này thì mới biết sự thù thắng của pháp môn tịnh tông đó gọi là vượt tam giới theo chiều thẳng đứng thời gian rất dài còn tịnh tông là vượt tam giới theo chiều ngang không cần đi qua chư thiên ngay cả trời tứ dương Đau lợi cũng không cần Ở nhân gian Tuổi thọ hết Thì A Đà Phật liền tiếp dẫn chúng ta Đến thế giới cực lạc Gọi là hoành siêu Không cần thông qua dục giới Sắc giới, vô sắc giới Không cần thiết Nhanh chóng mà còn thành tựu vô cùng tù thắng cảnh giới này là không thể nghĩ bạn khó có dịp gặp thân người khó được phật pháp khó nghe trong phật pháp khó nhất là pháp môn tịnh độ đời này chúng ta gặp được đây là vô cùng may mắn đã gặp được một đời nhất định phải thành tựu không thành tựu thì quá đáng tiếc không thành công thì khi quý vị mất thân người vẫn ở trong lục đạo luân hồi vô lượng kiếp lại vô lượng kiếp Người chẳng thể không có chí khí Pháp môn này tu học vô cùng đơn giản Chỉ cần đầy đủ chân thật tin tưởng Tin phương Tây có thế giới cực lạc Thế giới cực lạc có Đà Phật 48 nguyện của Đà Phật tiếp dẫn Tất cả chúng sanh khổ nạn Trong khắp pháp giới hư công giới Chúng sanh khổ nạn Chính là chúng sanh của sáu đường Mười pháp giới Một đời viên mãn thành tựu Đến nơi đâu để tìm Trong 84.000 pháp môn không có Trong vô lượng pháp môn cũng chẳng có sao quý vị may mắn như vậy đời nay quý vị gặp được rồi đã gặp được mà để lỡ mất vậy thật là quá đáng tiếc trong phần từ của kinh này văn chữ không nhiều Phần tự có ba phẩm. Tiếp theo, đại giáo duyên khởi đệ tam phẩm thứ ba duyên khởi của đại giáo là biệt tự. Tổng cộng có ba phẩm. Đây chính là gián dắt của đại kinh. Tiếp theo là đoạn thứ hai trong phần tự Phát khởi tự Cũng gọi là biệt tự Phía trước là chứng tính tự Cũng gọi là thông tự Thông tự có hai phẩm Biệt tự có một phẩm Phần tự tổng cộng có ba phẩm kinh văn Chúng ta xem giới thiệu đơn giản của niệm lão thế nào là biệt tự phẩm tiếp theo là biệt tự chính là đại giáo duyên khởi cũng là phát khởi tự nói rõ duyên khởi của pháp hội lần này giữa phần tự như lai hiện tướng lạnh phóng quang tôn giả a nan vui mừng thưa hỏi đức thích ca mâu ni phật liền trả lời những điều nghi ngờ trong phẩm này chia làm ba đoạn lớn thể hiện sự rộng lớn của bộ kinh này những sự khen ngợi này đều là sự thật không có câu nào là phóng đại thực sự là nói với chúng ta rộng lớn tròn đầy đơn giản dễ dàng thẳng tắp nhanh chóng thuận tiện chúng ta cần chính là ba điều này cần đơn giản dễ dàng cần thẳng tắp nhanh chóng cần thuận tiện ba điều kiện này là không có trong tám mươi bốn pháp môn rộng lớn, viên mãn, rốt ráo. Trong 84.000 pháp môn có những điều này. Vô lượng pháp môn cũng có. Kinh này cũng đầy đủ. Nhưng nhất định phải biết, không có giảng dị thẳng tắp phương tiện cho nên chúng ta không thể tu những pháp môn đó một đời không thể thành công nhất định phải nên ghi nhớ duy nhất một đời mà chúng ta có thể tu thành công thì chỉ có bộ kinh này ngoài bộ kinh này ra không có bộ thứ hai kinh amida và kinh này là cùng một bộ trong tập lục quán kinh mười lăm phép quán phía trước cũng không phải việc dễ dàng trì danh niệm phật tức là phép quán thứ mười sáu nhất định phải y theo kinh vô lượng thọ hoặc là kinh amida để tu học thì được thành tựu Chẳng những được thành tựu Mà còn cứu cánh Thật khó được Cứu cánh là chứng được quả gì diệu giác của viên giáo Đó gọi là cứu cánh Thời gian bao lâu? Một đời một đời này liền chứng được Giảng sanh thì chứng được cho nên là pháp bảo khó gặp được hiếm có bậc nhất hai câu này là khen ngợi tán thán rất thích đáng không có quá mức chút nào pháp bảo này chính là Kinh Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Chúng ta xem tựa đề của phẩm Đại giáo duyên khởi đề tăng. Đoạn đầu là Quang Minh tướng lệnh phát khởi. như lại hiện tướng lạnh phóng quang. Mời xem văn kinh. Nhĩ thời Thế Tôn quy quang hết diệt. Như dung kim tụ, hữu như minh kính, ảnh sướng biểu lý, hiện đại quang minh, số thiên bá biến. Lúc bấy giờ, quy thần quang minh của Đức Thế Tôn sáng chói rực rỡ như ánh sáng của vàng nung chảy, cũng như gương sáng trong ngoài thông suốt, hiện ánh sáng lớn, trăm ngàn biến hóa. Phát khởi như thế nào? Đức Như Lai phong hoàng phát khởi. Chúng ta xem chú giải của niệm lão. Đức Thích Tôn sắp diện nói pháp môn tình độ thù thắng vô thượng. đọc kinh nghe giảng phải đặc biệt lưu ý những chỗ này không được tùy tiện xem qua bộ kinh này ở trong tất cả kinh điển đặc biệt là đại thừa có đề gì như thế nào đầu tiên cần phải hiểu rõ đó là vô thượng thù thắng vô thượng là không có gì cao hơn nữa bên trên không có chính là vô thượng tối cao thù thắng Là tất cả pháp môn, tất cả kinh giáo Cũng không thể sánh được với pháp môn này Pháp môn này gọi là pháp môn tịnh độ Nên hiện tướng lành phóng quan Bởi vì nguyên nhân này Hiện tướng lành phóng quan Để hưng khởi điều muốn hỏi của Ngài A Nan Ai hiểu được Ngài A Nan hiểu Ngài A Nan xem thấy Đức Phật phóng quan khởi lên điều muốn hỏi cùng khiến cho người nghe sành ý niệm hy hữu sành ý nghĩ khó gặp những phàm phu chúng ta đây nghe câu hỏi của ngài a nan và giải đáp của đức thế tôn phải biết sanh ý niệm hy hữu hiếm có khó gặp ngày nay chúng ta đã gặp được Hoa nghiêm pháp hoa không khó đó cũng là một đời thành tựu nhưng là căn đánh nào là người thượng thượng thừa đây là đối tượng dạy học còn pháp môn này trùm gấp ba căn từ thượng thượng căn đến hà hạ căn người nào cũng có phần hoa nghiêm pháp hoa nói lời chân thật chỉ có thường thượng căn có phần những người khác không có phần pháp môn này thì người nào cũng có phần điều này thật hiếm có sanh ý niệm khó gặp Thật sự là trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được Đời này chúng ta có thể gặp được Đặc biệt là Gặp được bản hội tập của lão cư sĩ Hà Liên Cư Gặp được tập chú của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ duyên này quá thù thắng vô cùng thù thắng tại sao vậy vì chúng ta xem năm loại bản dịch gốc xem hai loại bản hội tập của ngài dương long thư và quỳ mặt thâm Xem bản tiết hiệu của Ngài Bành Tế Thanh Rất khó thấy được Diện mạo thật của tình tâm Có thể thấy được mơ hồ Không rõ ràng lần hội tập này của hạ lão cư sĩ rất là rõ ràng không có mơ hồ chút nào người thế hệ chúng tôi đây không nhiều người thấy được bộ kinh điển này rất nhiều người không gặp được Tập chú của niệm lão thì càng muộn hơn Ở nước ngoài Tôi là người đầu tiên thấy được Sau khi xem được Thì vô lượng quan hỷ Tôi đề xuất yêu cầu in một dạng cuốn để lưu thông ở đài loan người thế hệ chúng ta đây có phước báo vô cùng may mắn đã gặp được có xem hiểu được không đây là vấn đề then chốt Thật sự đã xem hiểu Thì quyết trọn một lòng Y giáo tu hành Đời này chúng ta nhất định thành tựu Thế nào là hiểu Thật sự hiểu được là như trong Kinh Kim Cang nói Pháp còn phải xả Huống chi phi Pháp Pháp là gì? Là tất cả Pháp mà Đức Thích Ca Môn Đi Phật đã dạy Tôi toàn bộ không học nữa Tôi buồn xuống tất cả Tôi chuyên học Pháp Môn tịnh Độ Đó là thật sự hiểu rõ Nhất môn thâm nhập Trường thời quân tu Tính nguyện trì danh Nhất hướng chuyên niệm Cầu sanh trình độ Thì việc lớn của chúng ta đã viên mạng điều kiên kỳ nhất chính là học rất nhiều học rất tạp đem tinh thần sức lực thời gian toàn bộ phân tán mất vậy thì quá đáng tiếc cho nên người thật sự hiểu rõ thì buông xuống pháp thế gian cũng buông xuống pháp xuất thế gian tôi chỉ chọn một môn này đây là trí huệ chân thật thâm nhập một môn quân tu lâu dài đọc sách ngàn lần tự thế nghĩa của sách lão hòa thượng hải hiền chỉ là một câu danh hiệu mà minh tâm kiến tánh tự thấy nghĩa sách chính là minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật cho nên thật sự hiểu rõ thì khẳng định là y giáo phụng hành cầu sanh tịnh độ Họ vẫn có ý niệm khác Vẫn muốn tu pháp môn khác Không làm rõ ràng đối với pháp môn tịnh độ Vẫn còn có điều cao hơn Họ cho rằng như vậy là đúng Không biết kinh vô lượng thọ Là đạt tới đỉnh cao trong tất cả kinh giáo không gì cao hơn kinh này nữa. ở trên kinh quan nghiêm, ở trên kinh pháp hoa, Qua. quan nghiêm pháp hoa đến sau cùng đều quay về tịnh độ. không quay về tịnh độ thì không thể thành tựu viên mạng. cho nên chúng ta phải rất bình tĩnh để quan sát. Thì quý vị mới có thể thật sự thấy được Tâm của quý vị là quyết trọn một lòng Chân thành đến vô cùng Cung kính đến tổ cùng Quý vị mới có thể nhập môn Quý vị có thể xem hiểu kinh văn này Có thể xem chú giải này đến sanh tâm quan hệ Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Một là tất cả Tất cả là một Một tức là Kinh Vô Lượng Thọ Tất cả Kinh Không chỉ do Đức Thích Ca Mâu Ni Phật Thuyết Mà còn là Kinh Luận Của mười phương ba đời Tất cả chư Phật Thuyết Đó nghĩa là tất cả Bộ Kinh này chính là tất cả Kinh Tất cả Kinh quy nạp lại là bộ Kinh này Đọc bộ kinh này Tức là đã đọc tất cả kinh Khai ngộ ở trên bộ kinh này Thì đều khai ngộ tất cả kinh rồi Liền không còn chướng ngại nữa Cần bao nhiêu thời gian Tôi nghĩ 10 năm là đủ Mười năm của chúng ta đã đi qua mà vẫn dậm chân tại chỗ thì thật đáng tiếc Từ hôm nay bắt đầu phát tâm thêm 10 năm nữa Nếu 10 năm không thành tựu vẫn là dậm chân tại chỗ Vậy thì chỉ tạo thêm lục đạo luân hồi Đợi duyên phần trong tương lai Duyên trong tương lai là sao vô lượng kiếp chúng ta xem trong chú dạy chiếu theo các kinh của viên giáo đốn giáo viên giáo đốn giáo như hoàng nghiêm pháp hoa viên đốn chư kinh điều nói tướng phóng hoàng của bổn sư thích ca thế tôn kinh này cũng vậy đầu tiên khi chưa giảng các bộ kinh đó thì phóng quang trước điều nói tướng phóng quang của bổn sư thích ca thế tùng kinh này cũng vậy tiếp theo niệm lão nêu ra năm loại bản dịch gốc kinh văn của bản hán dịch lúc đó phật tỏa nhớ nghĩ chánh đạo mặt ngài có chín quan sắc ánh sáng rất lớn trăm ngàn biến hóa Đoạn này là giảng phóng quang Đức Phật ngồi ở nơi đó Mặt có ánh sáng chính màu Hiền giả A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy sửa lại y phục cúi đầu dưới chân đức phật đó là kính lễ lễ kính Bạch trước Phật rằng Tiếp theo là thịnh giáo Hôm nay vì sao Quan sát diện mạo của Phật Luôn luôn biến đổi Sáng rỡ như vậy Đây là lời hỏi của Ngài Anang Chữ kim là hiện nay Ngài A Nan thấy được Quang minh diện mạo của Phật tuyệt đẹp Trăm ngàn màu sắc Sáng rõ, thông suốt trên dưới Tốt là như vậy Đây là Ngài A Nan nghĩ đến Ngài A Nan ở bên cạnh Đức Phật Là thị giả của Đức Thế Tôn Quang minh được phóng hôm nay Ngài A-Nan trước nay chưa từng thấy Hãy cảm thấy rất khiếu kỳ Nên đã nêu ra vấn đề này Cho nên từ khi con làm thị giả của Phật đến nay Chưa từng thấy quang minh của tân thể Đức Phật chiếu sáng Rực rỡ, tối thắng, rực sáng như thế chưa từng thấy qua tình hình như hiện nay Con chưa từng thấy Đức Chí Chân Đặng Chánh Giác Chí Chân Đặng Chánh Giác là tôn sư đối với Phật Ngài A trước giờ chưa thấy qua về Đức Phật Quang minh quy thần giống như hôm nay như tình hình phóng quang minh hôm nay Trước giờ chưa từng thấy Đoạn này Là của bản dịch thời Hán Được phiên dịch sớm nhất Bản ngô dịch cũng vậy Chỉ giảng lược văn chữ Các bản dịch còn lại Thì nói đến nhưng không chi tiết Tuy bản khác có nói đến Nhưng không chi tiết như vậy Còn đoạn văn này của bản hán dịch rất chi tiết Bản ngụy dịch Lưu thông rất nhiều Chính là do Ngài Khang Tăng Khải phiên dịch Thời đại phiên dịch của Ngài Kháng Tăng Khải là Tào Ngụy. Tào Ngụy thuộc phương Bắc của thời đại Tam Quốc. Cho nên gọi là bản Ngụy dịch Hai lần nói dung nhan rực rỡ tối thắng Trong một câu Mà xem thấy hai lần lại nói Quy thần sáng rỡ Trong bản đường dịch nói Quy thần quang minh sáng chói rực rỡ Như ánh sáng của vàng nung chảy Cũng như tấm gương sáng Chiếu quang minh qua lệ Nói được đơn giản Chỉ có bốn câu Ban dịch thời tổng viết Thần sắc viên mãn Cõi nước quý báo trang nghiêm Vậy nên hợp năm loại bản phiên dịch lại để xem Thì biết hai bản dịch thời Hán, Ngô Nói tỉ mỉ nhất Các bản dịch khác là giảng lược Chỉ trong bản tống dịch có bảo sát trang nghiêm Có câu này Biểu thị trong quang minh hiện ra các cõi nước trong bản dịch khác không có Câu này hay Trong quang minh Thấy được Mười phương cõi nước chư Phật Giống như chúng ta xem tivi vậy Ở trên màn hình có thể xem thấy Chiếu các nơi trên toàn thế giới trong quang minh của Phật Có thể thấy được Cõi nước của tất cả chư Phật Ở mười phương ba đời Thanh tịnh trang nghiêm Do đó cũng đủ thấy Việc hội tập các bản dịch là cần thiết Việc hội tập các bản dịch này Là chỉ sự cần thiết Của bản hội tập sau cùng của lão cư sĩ hạ liên cư trong quyển kinh này những gì năm là bản dịch gốc có thì kinh này có đủ cả một câu cũng không bỏ sót như ở đây câu bảo sát trang nghiêm của bản dịch thời tống Câu này rất quan trọng Trong bản dịch khác không có Nhưng trong bản hội tập viên mạng Tất cả đều có Hữu cổ chú Kinh gia Những người thời xưa Làm chú giải cho Kinh Phần lớn cho là lúc bổn sư nói kinh này chưa từng phóng quang Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết kinh vô lượng thọ Không phóng quang Bởi chưa tham cứu kỹ bản dịch cổ thời Hán Ngô mà thôi Trong năm bản dịch gốc Bản dịch thời Hán và Ngô có phóng quang họ chưa thấy được hai bản dịch này chỉ xem được các bản khác bản khác đã được bớt đi phóng quan đây cũng chính là kinh vô lượng thọ ở nước ta vì sao không thể lưu thông do quá nhiều bản dịch xem cả năm loại bản dịch gốc thì rất phiền phức mọi người không mong muốn xem cho nên tình hành nhất của tịnh tông là a mi đà kinh a mi đà kinh không có tranh luận mà bản dịch còn rất hay là dịch ý rất hợp khẩu vị của người nước ta Nên lưu thông rộng nhất Nhưng bộ kinh đó quá đơn giản Đối với thế giới cực lạc Nếu so với bộ kinh này Thì kinh này tường tận hơn quá nhiều Giới thiệu chi tiết Có thể dẫn phát tính tâm của chúng ta Nâng cao nguyện tâm của chúng ta Thật muốn giảng sanh Chúng ta xem đoạn tiếp theo Thế Tùng trên văn kinh thế tôn chỉ đức thích ca mâu ni phật trong tình ảnh sớ viết phật đầy đủ nhiều đức được thế gian tôn trọng nên xưng là thế tôn thế tức là thế gian tôn là tôn trọng tôn kính phật đầy đủ vô lượng trí huệ vô lượng đức năng vô lượng tướng hảo được thế gian tôn trọng đức phật nói với chúng ta trí huệ đức năng tướng tốt đều là vốn đầy đủ trong tự tánh không phải đến từ bên ngoài nhất định phải hiểu ý nghĩa này đại sư huệ năng nói Hà kỳ tự tánh Bốn tự cụ túc Đầy đủ điều gì? Đầy đủ tất cả Điều gì cũng chẳng khuyết thiếu Vì sao? Bởi tự tánh có thể sanh dạng pháp Đó chính là đầy đủ dạng pháp đức phật dạy học đem dạng pháp quy nạp thành ba loại lớn đó là phương tiện dạy học ba loại lớn này thứ nhất là trí huệ thứ hai là đức năng thứ ba là tướng hảo tất cả đều đã bao gồm dạng pháp không vượt ngoài ba đại loại đó trong kinh quan nghiêm đức thế tôn cũng từng nói tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của như lai toàn bộ chúng sanh trong khắp pháp giới hư không giới tất cả đều tương đồng là bình đẳng a đà Phật Có trí huệ lớn bao nhiêu Thì quý vị cũng có thế ấy Quý vị giống với Ngài Không có khác biệt Đức Mi-đà đầy đủ Vô lượng công đức Thì chúng ta cũng có vô lượng công đức Do trong tự tánh Vốn có Đầy đủ vô lượng tướng hảo Tại vì sao hiện nay chúng ta không có Còn Ngài thì có Đó chỉ là một bên giác, một bên mê Chúng ta đã mê Nhưng trí huệ, đức tướng không mất đi Chỉ là không thể hiện ra Không đạt được thọ dụng Vì có chướng ngại Chướng ngại này là gì? Là phiền não Phiền não vô lượng vô biên Vô lượng vô biên phiền não Đức Phật cũng quy nạp thành ba loại lớn Vô minh phiền não Vô minh là không hiểu rõ Không nhận biết được Trần sa phiền não Trần sa là ứng dụng nhiều Đếm không hết được các bụi Kiến tư phiền não là hoàn toàn không sáng tỏ chân tướng của vũ trụ dạng hữu vốn gì là hiểu rõ nhưng hiện nay toàn bộ không minh bạch đã thấy sai nghĩ sai trong ý nghĩ có tham sân si mạng nghi trong sự thấy có thành kiến, có biên kiến, có tà kiến, đã thấy sai, nghĩ sai rồi, như vậy đem nhất chân pháp giới biến thành lục đạo luân hồi, cho nên Đức Phật nói với chúng ta. Trong Kinh Quan Nghiêm dạy Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Thân thể chúng ta từ tâm tưởng sanh Hoàn cảnh nơi ở của chúng ta từ tâm tưởng sanh Tại sao ngày nay thế giới loạn như vậy? Do tư tưởng của chúng ta loạn kiến giải của chúng ta đã loạn loạn thành một phiến vì sao thế giới cực lạc tốt đẹp như thế bởi quý ngài đã giác ngộ quý ngài không mê nữa tâm của quý ngài chính là thanh tịnh bình đẳng giác được nói trên đề kinh cho nên trong tánh đức tất cả hiện ra đầy đủ vô lượng trí huệ vô lượng công đức vô lượng tướng hạo, tất cả hiện tiền Ba điều này của Phật Thanh tịnh, bình đẳng, giác Cứu cánh, viên mạng Người giảng sanh đến thế giới cực lạc Đạt được quy thần bổn nguyện của Ami Đà Phật gia trị Gia trị của vô lượng công đức Thật được tăng thêm Giá trị quý vị, quý vị liền đạt được thọ dụng. Không khác nhiều với chính quý vị, chứng đắc, rốt ráo, viên mạng. Rất giống nhau. Đến thế giới cực lạc là do Phật gia trị. Sống ở thế giới cực lạc một khoảng thời gian, ở lâu rồi, tuy không đoạn phiền não, nhưng tự nhiên không còn nữa Điều này di diệu Tánh đức tự nhiên hiện tiền Là giống với Ami Đà Phật vậy Vì sao? Bởi vốn là giống nhau Không có khác biệt do vậy phật bồ tát thấy tất cả chúng sanh đều là phật đều là như lai chúng ta thấy phật bồ tát đều coi quý ngài như người bình thường để đối đãi đây là gì là từ tâm tưởng sanh nói cách khác khi nào địa cầu của chúng ta đây có thể giống thế giới cực lạc có khả năng không có khả năng trên lý nhất định giảng được thông cần sự để hiển bài lý về trên sự cách nghĩ và cách nhìn của chúng ta giống với ami phật thì thế giới của chúng ta đây liền biến thành thế giới cực lạc phải thật làm chúng ta làm thí nghiệm hôm nay chúng ta ở 3 những đồng học của chúng ta có chịu nỗ lực không đồng tu tịnh tông học hộ chúng ta có chịu làm không Thì ý niệm của chúng ta đã chuyển lại Chúng ta thấy toàn bộ tất cả chúng sanh Đều là chư Phật Bồ Tát Tất cả người Tất cả động vật như vậy Qua cỏ cây cối cũng thế Ý niệm vừa chuyển Thì có phục năng lượng tích cực thật đã làm được Phật Bồ Tát là người tốt Trong xã hội này không có người xấu Quý vị muốn tìm một người xấu thì không tìm được Làm sao có thể tạo thành Phật dùng phương pháp gì? Dùng dạy học này đang thể hiện thuyết pháp Dạy học của Đức Thích Ca Môn Đi Phật Năm đó ở đời 49 năm không gián đoạn Không ngừng nâng cao lên Quý vị xem Từ Á Hàm Nâng lên đến Phương Đẳng Nâng lên đến Bát Nhã nâng cao đến pháp hoa sau cùng mở ra niết bàn cho chúng ta Đức Phật đã cho chúng ta viên mãn trọn đầy Người thật sự hiểu được Người minh bạch Người giác ngộ Y giáo tu hành Đều thành tựu rồi Thành tựu lớn Không phải thành tựu nhỏ Giống Ngài Giang Thù Ngài Phổ Hiền Bồ Tát Di Lặc Và 16 chánh sĩ của chúng ta là thành tựu lớn Tại sao chúng ta vẫn cam tâm đọa lạc? Đọa lạc là do không buông xuống Có tham luyến đối với thế gian này Không biết thế gian này là giả là không Là mộng ảo bọt bóng hiện tại bất khả đắc Chính ở hiện giờ quý vị không đạt được Nói chuẩn sáng nhất về thân thể Thân thể hiện nay Chân tướng là gì? Là sát na sinh diệt Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta Trong một giây Thân thể này đã sinh diệt bao nhiêu lần 2 triệu 100.000 tỷ lần. Một giây đồng hồ. Thân thể này đã thay đổi. Thay đổi bao nhiêu lần? Đã đổi 2 triệu 100.000 tỷ lần. Vậy hiện tướng lần nào là tôi? Không thể được. Hoán dạng nguyện tướng là giả không phải thật chúng ta xem tivi bị tivi làm mê rồi trong một giây tần suất của tivi mới 100 lần còn một giây hiện nay chúng ta là hai triệu một trăm ngàn tỷ lần ở ngày trước mắt mà chúng ta hoàn toàn không có cảm giác cách nói này của Phật hiện nay nhà cơ học lượng tử đã chứng minh Đức Phật nói một chút cũng không sai theo sự như vậy khoa học gia cách xa với bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật ít nhất 2.500 năm 2.500 năm trước Ngài đã nói. Ngày nay những nhà cơ học lượng tử phát hiện hoàn toàn giống với lời Phật dạy, hoàn toàn tương đồng. Chúng ta đã khẳng định, chúng ta tin tưởng, không nghi ngờ nữa. Trước đây chúng ta đọc Kinh Phật Miễn cưỡng tin tưởng Không thể trừ hết gốc nghi Cuối cùng thì nghĩ không thông Không nghĩ liền thông Không nghĩ cũng chẳng thông Báo cáo của khoa học Đã tăng trưởng tính tâm của chúng ta quá giải tai nạn dự ngôn tai nạn năm 2012 của người Maya nhà cơ học lương tử Braden người Mỹ Nói với chúng ta phương pháp quá giải. Lời ấy của ông là nói ở Sydney. Họ đã mở một hội nghị khoa học thảo luận vấn đề này. Những nhà cơ học lượng tử người Mỹ nói với chúng ta có thể hóa giải tai nạn này chỉ cần chúng ta thật sự có thể quay đầu bỏ ác dương thiện tất cả điều ác đều không thiện chúng ta bỏ đi hết phải phát dương quan đại điều thiện mặt tốt bất thiện là mặt xấu ác chính là mặt tiêu cực đoàn chánh tâm niệm thì có thể quá giải tai nạn này tai nạn không phải do thiên nhiên phạm là tự nhiên thì đều là tốt đẹp nhất vì tự nhiên là do tự tánh biến hiện chúng ta phải quay về tự nhiên không nên tạo tác tất cả toàn bộ tạo tác đều là mặt trái thuận theo tự nhiên tốt biết bao người hiện nay bị tội này nên chịu khổ nhiều như vậy đều là gì phá hoại tự nhiên cho rằng bản lĩnh của chúng ta rất lớn phát triển khoa học có thể thay đổi tự nhiên ngay cả trong ăn uống của chúng ta quan trọng nhất là sản phẩm nông nghiệp họ dùng thuốc trừ sâu phân bón hóa học đó đều không phải tự nhiên Do sức người tác động thay đổi Có thể làm cho những cây nông nghiệp này Sinh trưởng vừa đẹp mắt vừa lớn Nhưng mà thế nào Không thể ăn Ăn rồi đều sinh bệnh Đã bệnh thì đều phải chết Cho nên hiện nay vấn đề ăn uống này Mọi người đều không mạnh khỏe đều không phát triển bình thường điều ở trước mắt chúng ta chúng ta đều thấy được làm sao giải quyết vấn đề này lần này tôi trở lại thị trưởng đến thăm tôi hai lần chúng tôi cũng bàn đến vấn đề này australia đất trọng người thưa khu vực trung tâm toàn là sa mạc khoảnh đất này chưa bị ô nhiễm đất của Mỹ và Trung Quốc đều bị ô nhiễm. Còn dùng đất này không bị ô nhiễm. Nếu ở trên dùng đất lớn này, chúng ta phát triển nông nghiệp. Thì khiến dùng đất này tương lai trở thành có lương thực cho toàn thế giới thì sản xuất lương thực có thể cúng dường toàn thế giới ít nhất có thể cúng dường châu á tôi tin rằng không chỉ riêng tôi có cách nghĩ này mà người có cách nghĩ đó rất nhiều nhưng châu úc thiếu hụt nhất là nguồn nước hôm qua đức giám mục của tiên chúa giáo ở đây ngài tổng giám mục chúng tôi thảo luận đến vấn đề này phạm vi quản lý của ngài ấy rất lớn hôm qua tôi thấy được trên bản đồ mấy mươi giáo hội đều do ngài phụ trách ngài nói với tôi gần bên trong sa mạc trung tâm này cư dân vô cùng khổ ba năm chưa có mưa làm sao mọi người sống qua được ngài nói tỷ lệ tự sát rất cao mọi người cũng chẳng muốn sống nữa không sống được Chúng tôi nghe thấy rất buồn Làm sao giải quyết vấn đề này Có cách giải quyết không? Có Người dân dùng sa mạc Phần lớn đều là người bản địa của châu Úc Những người bản địa này Có quán hận rất nghiêm trọng Làm sao có thể giúp họ quá giải quán giận Chúng ta biết Cảnh tùy tâm chuyển Chính họ cũng nói Một trăm năm trước Chưa từng xuất hiện tai nạn giống như tình hình hiện nay Những nông dân bên đây đều vô cùng bình thường, nước mưa cũng rất nhiều. danh từ Ba này là ngữ âm của người bản địa, ý nghĩa là gì? Là đầm lầy, ốc đảo, là ý nghĩa đó. Cho nên chúng ta chỉ có từ trên ý niệm để chuyển Sau đó núi sông đất đai dạng vật sẽ chuyển theo ý niệm của chúng ta Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Đó là chân lý Không phải giả Ngày nay ý niệm của chúng ta không thiện Tạo thành những tai nạn này Bỏ ác dương thiện Đoàn chánh tâm niệm Thì có thể thay đổi Trung Hoa có câu ngạn ngữ nói Phước nhân cư phước địa Phước địa phước nhân cư người có phước báo ở tại nơi đó thì mưa thuận gió hòa tự nhiên có thể cảm được chúng ta phải có niềm tin phải có tâm chân thành có tính tâm có tâm cung kính điều này rất quan trọng đầu tiên chuyển tâm lý sinh lý của chúng ta thân tâm mạnh khỏe tiến thêm một bước chuyển biến hoàn cảnh nơi ở của chúng ta thành tâm thì linh nghiệm Loại ví dụ cảm ứng không thể nghĩ bạn này nhiều Chúng tôi trong giảng kinh dạy học Có lẽ đã nói với mọi người rất nhiều Chúng tôi học kinh giáo Thầy Lý và lúc đó nói với tôi Học kinh giáo Giảng kinh dạy học lợi ích chúng sanh Điều kiện cơ bản Phải thông pháp thế gian và suốt thế gian Quý vị xem kinh Phật Kinh gọi là kế kinh trên thì kết hợp với lý mà chư Phật đã chứng Dưới kết hợp căn cơ chúng sanh được độ Lý là kinh Phật Đại diện của kinh Phật Là Đại Tạng Kinh Tam Tạng 12 thể loại kinh Đời này chúng ta có thể thông đạt không? Nếu quý vị không thông Thì không khế lý Còn khế cơ, cơ là thế gian Pháp Với Pháp thế gian, Thầy nêu ra ví dụ Chúng ta không cần bàn gì khác Chỉ riêng nói một bộ Tứ cố toàn thư do người Trung Hoa biên soạn quý vị có thể thông được chăng không thể thông không thông thì không giảng được không thông thì không có tư cách giảng nhưng nếu lại không giảng thì không được nếu không có người giảng phật pháp thì dần dần sẽ diệt mất lúc này phải làm sao thầy dạy tôi bốn chữ ngài nói phải thông phải thông pháp thế suốt thế gian làm sao thông cầu cảm ứng cảm thông dùng điều gì cảm dùng thành chân thành Tâm chân thành cầu cảm ứng Điều kiện cơ bản của tâm chân thành cầu cảm ứng Chính là tâm từ bi Trong tâm bồ đề có tâm từ bi Tâm yêu thương chân thành Yêu thương tất cả chúng sanh Đây là cơ sở Ngàn ngữ xưa nước ta cũng có nói Lượng lớn phước lớn Tâm lượng lớn thì trí huệ cũng lớn Quý vị muốn có trí huệ lớn, phước đức lớn Hoàn toàn từ tâm lượng của quý vị Tâm lượng của quý vị nhỏ thì quý vị không có trí huệ Không có phước báo Khởi tâm đồng niệm của quý vị Đều đang tạo tội nghiệp Người tâm lượng lớn Khởi tâm đồng niệm Nghĩ đến chúng sanh Nghĩ đến khổ nạn của chúng sanh Tôi làm sao giúp họ Giúp họ lìa khổ được vui Dùng tâm chân thành cầu cảm ứng cầu phật bồ tát chân thành đến vô cùng gọi là chí thành cảm thông không phải chí thành thì đến đâu cầu cảm thông thầy chỉ cho tôi con đường này nói với tôi chỉ có như vậy mới đi được mới đi được thông con đường này nếu không thì quý vị học pháp thế nào người xưa dạy phương pháp cho chúng ta chính là lý niệm dạy học mà ngày nay nói một câu nói Nhất môn thâm nhập Trường thời quân tu Nhất môn thâm nhập là giới luật Là giới Trường thời quân tu là được định Có giới, có định Định đến trình độ nhất định Thì đã khai ngộ Cho nên do giới được định Do định khai huệ Đã khai trí huệ Tất cả là vốn có Giới định huệ đều là vốn có đủ trong tự tánh của chính mình Không phải bên ngoài Giới định huệ là tánh đức Người nào cũng có Chỉ là mê thì không giác Không biết tu Cho nên người xưa bắt đầu học từ đâu? là đi con đường này hiện nay chúng ta cũng làm giới định huệ có được không không được tại sao lại không được giới định huệ của cổ nhân có gốc có rễ còn chúng ta không có gốc rễ gốc rễ là gì người nước ta gọi là giáo dục cấm gốc ai nhận được giáo dục này người xưa nước ta thật có đến cuối thời nhà thanh vẫn còn dân quốc về sau không có nữa giáo dục cấm gốc này thông thường là bắt đầu từ thai giáo người mẹ mang thai thì đã bắt đầu Bắt đầu thế nào Bỏ ác dương thiện Đoàn chánh tâm niệm Người mẹ cần phải làm được Toàn bộ tất cả mặt trái Không thiện Thì không được nghĩ Không nên để những điều này trong tâm Sẽ ảnh hưởng thai nhi Quý vị nghĩ bất thiện Thai nhi liền nhiễm bất thiện Quý vị nghĩ thiện Thì thai nhi liền nhiễm thiện cho nên mười tháng đó tâm địa phải thuần tịnh thuần thiện thì con của quý vị khỏe đạt được chánh khí giống như mẹ của chu văn dương trên lịch sử đã ghi chép thời gian mang thai à, yeah mắt không thấy những điều ác điều không tốt không xem những điều bất thiện không nghe điều bất thiện bất chánh lời nói hòa nhã thành khẩn cũng chính là điều mà ngày nay chúng ta nói những yêu cầu trong đệ tử quy trong thời gian người mẹ đang mang thai bà ấy đã làm được vì thế dù con của bà vẫn chưa sanh ra nhưng đã được quân tập năng lượng tích cực nền tảng này tốt biết bao sau khi sinh ra người mẹ cần trông nom đứa con ba năm tức là đến khi chúng ba tuổi một ngàn ngày một năm ba trăm sáu mươi ngày ba năm là một ngàn ngày để cho đứa bé xem thấy được chúng nghe được chúng tiếp xúc được toàn là thiện Toàn là điều hay Chúng thấy được Ngũ Luân Ngũ Thường Tứ Duy Bác Đức Những gì trái ngược luân thường đạo đức nhất định không được để chúng trông thấy Không được cho chúng nghe đến Không được để chúng tiếp xúc đến đây gọi là giáo dục cấm gốc từ khi có thai đến ba tuổi ngạn ngữ xưa có câu nói rằng tam tuế kháng bác thập ý nghĩa này chính là nói họ ba tuổi cấm gốc này rất tốt thì tám mươi tuổi sẽ không thay đổi vì sao vậy bởi đứa bé này ba bốn tuổi chúng đã biết điều nào là thiện điều nào là không thiện chúng sẽ gạt bỏ điều bất thiện rời xa chúng sẽ thân cận điều thiện có năng lực này vậy nên Phật pháp đến nước ta họ học Phật không có vấn đề họ có gốc của Phật Bồ Tát Ngày nay chúng ta không có loại giáo dục này Không có gốc đó nữa Chúng ta bổ sung từ chỗ nào Phải bổ túc Từ ba gốc của nho Phật Đạo Mọi người học giới luật Không có trọng gốc này Tôi muốn xây ngôi nhà Không cần nền móng Quý vị trở thành tình hình này Ngôi nhà đó của quý vị Có thể xây thành sao Khó chính là khó ở chỗ này Không phải giới luật không tốt Hiện nay giảng giới luật Nghe giới luật Nghe hiểu được chăng Chưa chắc Nghe hiểu thì họ thật được thọ dụng Nghe không hiểu thì mang đến rất nhiều chướng ngại Mang đến rất nhiều phiền phức phật pháp đại thừa dạy chúng ta lìa tất cả tướng ngay tất cả pháp tất cả đều đã dính tướng chấp tướng nghiêm trọng làm sao đây giới luật là không sai điều gì cũng chấp trước tương lai đến nơi nào tương lai đến cõi người là một người tốt không mất thân người có hiệu quả đó hướng thượng nâng lên thì không được trong đại thừa giáo coi trọng chính là viên giải viên tu viên chứng điều gì cũng viên dung bồ tát đại thừa hoạt bát biết bao tự tại giường nào mục đích của giới là ở đâu chính là ở thanh tịnh bình đẳng giác tâm quý ngài thanh tịnh hiện nay người trì giới tâm không thanh tịnh đã bị giới làm ô nhiễm tu định cũng không thanh tịnh đã bị định ô nhiễm cho nên phật pháp hoàn toàn biến thành chướng ngại không dễ dàng. Phật pháp cần thầy giỏi, căn cơ chính mình vẫn phải tốt. Gặp được thầy giỏi còn cần đạo tràng tốt, đó là hoàn cảnh tu học. Ở trong đó quý vị thành tựu sáu ba la bậc, hướng thượng nâng lên thành tựu mười đại nguyện dương đó là nhất thừa giáo còn cao hơn bồ tát một tầng tâm địa thanh tịnh không nhiễm một trần đó là đạt đến yêu cầu đạt được mục tiêu của trì giới, chẳng những không ô nhiễm mà tâm còn không động, không lay động, tâm là định, bất động, không dao động, chính là hai chữ bình đẳng trên tựa đề kinh của chúng ta giống như nước không có sống yên lặng bình đẳng tâm của chúng ta không bình đẳng mà có cao thấp vì sao thế bởi hiện nay dạy học từ nhỏ là dạy cạnh tranh cạnh tranh thì bình đẳng ở đâu ra Khi vừa cạnh tranh Thì nước liền dao động sống Đã mất đi tâm bình đẳng Là tăng thêm ô nhiễm nghiêm trọng Ô nhiễm là gì? Là tự tư tự lợi Chỉ có chính mình không có người khác Ngày nào cũng đang tạo nghiệp luân hồi Thì làm sao thoát ly luân hồi Cho nên Còn kém xa Những ông cụ bà lão trong nông thôn Họ cũng không biết điều gì Chưa từng đọc qua sách Không biết chữ Sư phụ dạy họ một câu Ami Đà Phật Một mạch mà niệm Họ rất thật thà họ nghe lời Họ thật sự một mạch mà niệm Khi giảng sinh thì hiện tướng lạnh Khiến mọi người ngạc nhiên Thành công rồi Vì sao vậy? Bởi họ đầy đủ giới định huệ Thâm nhập một môn Đó là trì giới Trong tâm họ Ngoài Đà Phật ra họ cũng không để điều gì đoạn ác không dính tướng đoạn ác tu thiện không có tướng tu thiện phù hợp với tam luân thể không không vô tướng vô tác đại tam không tam bụi họ tương ứng với điều đó quý vị hỏi họ họ không biết họ không nói ra gọi là ngầm hợp đạo màu họ thật đã làm được quý vị hỏi họ họ không biết họ cũng không cần biết tất cả đã thực tiễn ở trong đời sống thực hiện trong công việc trong sự sự đối nhân tiếp vật họ hoàn toàn đã làm được từ sự tế này xuất gia tài gia rất nhiều tấm gương tấm gương đó chính là biểu pháp trong cách dạy học Lão Hòa Thượng Hải Hiền là tấm gương tốt của chúng ta Quý vị tỉ mỉ để nghe Dần dần sẽ hiểu rõ Số lần nghe nhiều Càng nhiều càng quan hỷ Vì sao vậy? Bởi quý vị đã khế nhập Quý vị nghe hiểu Nghe rõ ràng Thì được thọ dụng Số lần nghe ít không tác dụng Tốt nhất là chuyên nghe Không nên nghe tạp nữa Không thể học rất nhiều Một câu Phật hiệu khắc cốt ghi tâm Thì có thể giúp quý vị thân tâm mạnh khỏe Giúp quý vị pháp hỷ sung mãn, Tâm tình vui vẻ Thân tâm mạnh khỏe có thể giúp quý vị quá giải tai nạn không mê tín chỉ cần cầu trên nhân thanh tịnh bình đẳng giác trên quả là trí huệ phước báo đại thừa là trí huệ Vô lượng thọ là phước báo Trang nghiêm là tướng tốt Tốt đẹp Thanh tịnh bình đẳng giác là nhân Trí huệ Mạnh khỏe trường thọ Đời sống mỹ mãn là phước báo đời sống hạnh phúc cũng không phải là nói về ăn mặc cửa ở đi lại của quý vị sung túc không phải ý nghĩa đó lương thực lành mạnh nhất thực phẩm trong chùa lai phật là tốt cho sức khỏe nhất người ở đó là tự mình trồng trọt dùng tâm thế nào trồng trọt dùng tâm thanh tịnh bình đẳng giác để canh tác thì thực phẩm đó có thể không tốt sao lão hòa thượng hải hiền tự tay trồng trọt ngài là người như thế nào là người đã chứng đắc minh tâm kiến tánh mỗi một hạt gạo mỗi một lá rau đều được ngài giá trị chính chúng tôi cũng trồng rau khi có một số phật tử trồng rau nhất định phân chia một vùng nhỏ để cúng dường những côn trùng nhỏ động vật nhỏ cây ăn trái thì chỉ định có mấy quả cúng dường loại chim nhỏ động vật rất hợp tác với chúng tôi Chúng tôi cúng dường chúng Chúng sẽ chừa lại cho chúng tôi Đó chính là cảnh tùy tâm chuyển Tâm chúng ta có thể chiếu cố đến chúng Thì chúng cũng chiếu cố đến chúng ta Cũng báo đáp Khỏe mạnh nhất Vì vậy, người chẳng thể không có đức Thế nào là đức? Đức của nhà Phật chính là giới định huệ Đức của thế gian là ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức Tổng cộng quy nạp lại Trên thực tế là 12 chữ Gốc rễ của văn hóa truyền thống nước ta 12 chữ này Chính là Hiếu, để, trung, tính Lễ, nghĩa, liêm, sĩ Nhân, ái, hòa, bình Chỉ 12 chữ đó Người nước ta Năm ngàn năm nay chưa từng làm trái Y giáo phùng hành Quốc gia dân tộc Sừng sững trên thế giới này Không bị đào thải mất Bốn nền văn minh cổ đại trên thế giới Thì ba nền văn minh khác đều không còn Vì sao mà không còn nữa bởi không có 12 chữ đó Trung Hoa vẫn có thể tồn tại Là có 12 chữ này Nếu bỏ đi 12 chữ ấy Thì văn minh truyền thống nước ta Cũng sẽ diệt mất Cho nên Phật đầy đủ nhiều đức Được thế gian tôn trọng chúng ta làm đệ tử của phật phải giống như phật vậy đầy đủ nhiều đức đồng học tịnh tông trước đây chúng ta đề xuất ngũ khoa hành môn nhất định phải học tập nhất định phải tuân thủ điều thứ nhất nguyên tắc chỉ đạo tình nghiệp tam phước nhất định không được làm trái điều đầu tiên của tam phước là hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng từ tâm bất sát tu thập thiện nghiệp chính là ba gốc của nho phật đạo hiếu thần tôn sư thực tiễn ở đệ tử quy không có đệ tử quy thì hiếu thần tôn sư là giả đó là gốc ở trong gốc không có gốc này thì điều gì cũng đều xong rồi Hai câu phía trước Đệ tử quy Câu thứ ba Cảm ứng thiên Từ tâm không giết Giảng nhân quả báo ứng Cuối cùng Tu mười nghiệp thiện Chúng ta suy xét xem Mười nghiệp thiện lấy điều gì làm cơ sở Lấy đệ tử quy Cảm ứng thiên làm nền móng Không có đệ tử quy Và cảm ứng thiên thì không tu tốt được tập thiện nghiệp không có cơ sở vững chắc chúng tôi đề xướng điều này là có căn cứ không phải tùy tiện mà nói có nền móng này làm được không sai lại nâng lên một tận phước thứ hai Phước tiếp theo Thọ trì tam quy Cụ túc chúng giới Bất phạm quay nghi Là tiểu thừa giáo Quý vị thật sự có thể làm được Vì sao ngày nay không làm được Do quý vị không có phước thứ nhất đằng trước Thì làm sao quý vị có thể có thứ hai Học thế nào cũng không học giống Sa di luật nghi Mặc dù chỉ có mười giới 24 bùng hoài nghi Nhưng không làm tốt Là học không giống Tại sao vậy? Bởi không có gốc Điều học được là Lầu gác trên không Biết trong Phật giáo Có những việc như vậy Nhưng chính mình không được thọ dụng Điều thứ hai đầy đủ rồi Mới nâng cao đến đại thừa Thứ hai là tiểu thừa Thứ ba là đại thừa Đại thừa phát bộ đề tâm Thâm tính nhân quả Trên sâu nhân quả này Là niệm Phật là nhân Thành Phật là quả Là nói nhân quả này Không phải nhân quả thông thường Độc tụng đại thừa Khuyến tấn hành giả Khuyến tấn hành giả Là giáo hóa chúng sanh Độc tụng đại thừa Là thành tựu chính mình Quý vị nhìn xem Thứ tự mà Phật cho chúng ta Ngày nay Chúng ta đã làm loạn Muốn cao nhất Phía dưới được không cần Làm sao có thể thành tựu Quý vị đã làm thí nghiệm đã thí nghiệm mười mấy năm hai mươi mấy năm ba mươi mấy năm cần phải giác ngộ vì sao làm lâu dài như vậy mà không thành công người xưa hoàn thành đến minh tâm kiến tánh đại khái mười năm người niệm phật ba năm được công phu thành phiến ba năm nữa được sự nhất tâm bất loạn Ba năm nữa được lý nhất tâm bất loạn Thật có thể đạt được Lão Hòa Thượng Hải Hiền chính là đạt được như vậy Ngày 20 tuổi xuất gia Căn tánh của Ngài tốt mặc dù chưa từng đi học không biết chữ nhưng là người thật thà nghe lời thật làm đầy đủ điều kiện này là được sư phụ của ngài không tầm thường nhất định là người minh tâm kiến tánh biết quán cơ khi nhìn thấy người thanh niên này người thanh niên đó có thể thành tựu có tiền đồ thì bồi dưỡng ngài Biết Ngài sẽ thành tựu Chỉ dạy Ngài một câu Nam Mô A Đà Phật Một mạch mà niệm Quý vị thấy Ngài đã niệm câu Phật hiệu này 92 năm Không hề thay đổi Thái độ học tập của Ngài tốt phù hợp với tiêu chuẩn của cổ đại đức thái độ này chính là chân thành thanh tịnh cung kính tổ sư ấn quang nói một phần thành kính được một phần lợi ích mười phần thành kính được mười phần lợi ích quý vị cầu học quý vị có được bao nhiêu xem quý vị có mấy phần tâm chân thành có mấy phần tâm cung kính không có tâm chân thành cung kính thì quý vị cũng chẳng đạt được gì những ví dụ này ở ngay trước mắt nếu quan sát tỉ mỉ thì quý vị sẽ thấy được sau đó quý vị mới có thể tin tưởng Quý vị mới có thể thật làm Độ tuổi này của tôi Niệm niệm cầu sanh tịnh độ Không có niệm thứ hai Điều gì của thế gian này cũng không nghĩ Đã buông xuống tất cả sau khi buông xuống thì tâm thanh tịnh Thấy điều gì cũng rất rõ ràng Lúc nào cũng có thể đi Ở nơi nào cũng có thể ra đi Tôi không lựa chọn điều kiện gì Mọi lúc mọi nơi Được đại tự tại Mọi người quý vị ở nơi đây phải thật làm Duyên của nơi này tốt Tôi không nói chín mùi Tôi chỉ nói là khó được Vô cùng thù thắng Ở nơi đây Đoàn kết tôn giáo Đoàn kết dân tộc Đem thành phố nhỏ này Thật sự xây dựng Trở thành một thành phố nhỏ kiểu mẫu đa nguyên văn hóa hài hòa đứng đầu thế giới là một tấm gương tốt để cho người toàn thế giới đến tham quan thành phố nhỏ này có hơn 80 dân tộc có hơn 100 loại ngôn ngữ có mười mấy tôn giáo mọi người sống cùng nhau giống như anh chị em như người một nhà tương thân tương ái tôn trọng lẫn nhau khen ngợi lẫn nhau học tập lẫn nhau hỗ trợ hợp tác trong đây không có cạnh tranh càng không có đấu tranh thật sự là đã làm được chung sống hòa mục đối xử bình đẳng trong chữ mục này có ý nghĩa thân ái trong đó tốt hơn hài hòa quý vị thật làm thì tôi sẽ thường xuyên đến nơi đây còn quý vị không chịu làm thì tôi không tới nữa tôi đến đây không có ý nghĩa tôi buông xuống toàn bộ không đến nữa quý vị thật làm tôi sẽ đến tôi đến giúp quý vị thế giới hiện đại này nếu không làm ra được mà chỉ nói thì không ai tin nhất định phải làm ra trước đây chúng tôi đã làm thí nghiệm ở thị trấn nhỏ Thang trì đã làm thành công vô cùng đáng tiếc vẫn là không đủ nhân duyên chúng tôi đã giải tán Ngày nay ở vùng đất Ba này Chúng tôi đã sống 13 năm ở đây 13 năm đạt được điều gì? Đạt được sự tin tưởng của người dân bản địa đối với chúng tôi Không dễ gì đạt được điều này Lão Tổ Tông Trung Hoa dạy chúng ta Minh Đức thân dân chỉ ư chí thiện minh đức chính là minh tâm kiến tánh lại nói rõ một chút chính là thanh tịnh bình đẳng giác là năm chữ này Chúng ta sinh hoạt, làm việc, đối nhân sự thế phải dùng tâm thanh tịnh bình đẳng giác là chân tâm thân dân là chủ động giao thiệp với mọi người chúng tôi nhiều năm như vậy không tệ bữa tối ấm cúng đó là kết giao với mọi người là thân dân đó là biểu hiện cụ thể của thân dân Nếu muốn làm được Thì thành phố này Làm được tương thân tương ái Quan tâm lẫn nhau Chăm sóc lẫn nhau Hỗ trợ hợp tác Chúng ta làm không đủ sự thân dân này Phải thêm gấp bội Chúng tôi có cách nghĩ như vậy Dưới nửa năm Cũng tức là tháng 11, tháng 12, hai tháng này Hy vọng có thể xây dựng một giảng đường đạo đức Lại tiến thêm một bước cùng với mọi người Sau hai năm, ba năm Lại xây một trung tâm hoạt động trung tâm hoạt động giáo dục đa nguyên văn hóa mục đích là để nhân dân trong thành phố nhỏ của chúng ta thường thường tụ hội ở nơi đây tiếp nhận giáo dục đạo đức tiếp nhận giáo dục tôn giáo đem kinh điển trong mỗi tôn giáo phần có giáo huấn tốt liên quan đến luân lý đạo đức nhân quả Trích ra làm tài liệu giảng dạy Chúng ta phiền người học tập giáo dục tôn giáo Chúng ta không thảo luận tín ngưỡng tôn giáo Không bạn đến điều đó Tín ngưỡng tôn giáo là việc của chính quý vị Quý vị thích tin tôn giáo nào thì tên tôn giáo đó Chúng ta đều tán thán Mỗi tôn giáo đều bậc nhất Không có thứ hai Mọi người đều bình đẳng Đều đại quan hỷ Tôi học tôn giáo của tôi Tôi cũng học tôn giáo của quý vị Tôn giáo của quý vị sắp xếp quá trình Tôi cũng nghiêm túc học tập Hãy là người phải yêu thương Làm thêm ba năm Đã có thành tích Chúng ta tuyển chọn đồng học ưu tú Nhất môn thâm nhập Thật sự nghiên cứu một môn nào đó Hy vọng đắc tam muội Hy vọng khai ngộ Đây là diện nghiên cứu của chúng ta Người như vậy nhiều rồi Đã triệt đại ngộ khó nhưng đại ngộ thì có thể làm được Người đại ngộ cần phải có 20-30 người Thì chúng ta có thể lập ra đại học Đại học tôn giáo liền làm đến được Không có vấn đề Chúng tôi dự tính 10 năm Sau 10 năm chúng ta sẽ dựng đại học ở đây thế nhưng quý vị đồng học cần nỗ lực quý vị đồng học phải có thể đảm nhiệm giáo thọ không thể đảm nhiệm giáo thọ thì không được cho nên mọi người nỗ lực tôi thường xuyên đến quan sát quý vị quý vị không muốn làm thì tôi không đến nữa nơi nào nghiêm túc làm thì tôi liền đến nơi đó giúp đỡ động viên họ giúp họ nâng lên Thời gian hôm nay đã hết Chúng ta chỉ học tập đến đây thôi Hết tập 120 Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Đệ tử cùng chúng sanh Đều sanh nước cực lạc Nhanh viên thành Phật quả Rộng độ khắp chúng sanh Nam mô A Di Đà Phật